Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel game của mình. Sau đây là mình giới thiệu cho mọi người một con game, Gunpow. Con game này là có tên gọi là Gunpow Team. Sau đây là mình sẽ vào game và trải nghiệm con game này nhé anh em ạ. Thì trong cái phiên bản con game Gunpow Team này thì sẽ phi cho anh em là 5.550.555 kim cương cộng với lại ruby như trên luôn anh em nhé. Rồi rồi sau đây là mình sẽ tham gia là chinh chiến cái con game Gunpow Team này. Tải tài nguyên đã. Đó anh em thấy không, đang tải tài nguyên rồi. Nếu anh em muốn chơi cái bản này và một số bản nó bị lỗi thì anh em sẽ xóa những các cái bản cũ để tránh cái xung đột data. Sau đây là mình sẽ đăng ký tài khoản này anh em ơi. Rồi, sau đây là mình lập một cái mật khẩu game anh em ơi. Link tải mình đã giải dưới mục mô tả rồi. Dung lượng là hơn 400 MB. Đó, đăng ký thành công luôn này. Đăng nhập luôn này. Xem cái phiên bản này nó có cái gì hay không anh em nhé. Không bạn ơi, game này không có tua đâu. Thì duy nhất có một server này. Rồi, mình sẽ lập một nhân vật nữ giới nhé. Lập tên nào. Rồi anh em ơi, được rồi này. Bấm nào. Bản này là bản khác nhé. Bản này mới open luôn. Mới open ngày hôm qua luôn. Nhưng mà hôm qua nó nói chung là một số các cái QR nó không được tốt. Thì hôm nay trực tiếp admin game này đã nhờ mình review cho anh em chơi cái game này luôn. Thì đấy, như vừa nãy mình đã đăng ký ngon lành rồi. Xem là cái bản này chơi có mượt mà không, nhưng mà mới đầu mình vào mình thấy khá là ngon này. Pow nào, bắn hẳn góc siêu cao khổng lồ đi anh em ơi. Đấy, nhìn góc này bắn nó mới thích này. Bắt mình phải theo đường bắn luôn trời. Rồi, anh em sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên để nhận quà nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã cho mình những tràng pháo like rất là thú vị luôn. Mình rất là cảm ơn anh em. Một số anh em fan cứng của mình. Bọn sang bên này nào. Bụp. Thì game thì rất nhiều nhiều anh em lựa chọn bản phù hợp hay nhất để chơi nhé. Còn con game Gunpow 2 của Trung Quốc thì bị sập rồi nha anh em nhé. Còn con Gunpow 2 mà mình giới thiệu cho anh em thì con đấy vẫn chơi bình thường, tua được lực chiến các kiểu nhé. Thì mình sẽ review lại cái con game đấy luôn. Nhưng mà anh em muốn chơi con game Việt này thì
chơi bản này được. Còn một số anh em đang chơi bản của DTK thì anh em cứ tiếp tục chơi. Thấy bảo bị lỗi. Đây, kim cương đây anh em ơi. Tất cả là 5555 số hết nha anh em nhé. Đá luôn, đá đấm các kiểu luôn này mình. Mình quay trở ra nè. Điểm danh nhận quà để mình xem có cái gì nào hay nè. Đấy, con này Việt hóa luôn. Bây giờ thời đại mới rồi, Việt hóa con game này là đều là được chơi bản Việt hóa hết rồi. Mình cũng không bắt buộc anh em phải chơi gộp một bản gì, anh em thấy bản nào phù hợp với anh em thì anh em chơi nhé. Nhận luôn cái set quà này luôn này. Cái này này đằng nào cũng phải nhận này. Thú thủng này. Đây, mấy cái trang bị này mặc luôn. Kỹ năng nào. Xóa hết luôn. Đây, thấy bảo cho được 3 viên đá. Mỗi một viên là level 10 anh em, sinh lực tấn công này. Đấy, được 3 viên luôn. Cũng nói chung được, cũng tạm ổn rồi. Mắc cái này đi. Rồi, mình vào mình mua một cái số thời trang đi. Úi giời. Úi giời, úi giời. Chắc là phải chơi loại này. Thôi, mình sẽ chơi thế này đi. Ôi, lực chiến tăng cao thế nhỉ. Cánh nào, mua cái cánh nào. Cánh thì mà toàn 22k này anh em. À, cái bộ này. Đây, mua cái này đi. 7 ngày thôi. Mặc luôn. Rồi, mình sẽ đi mình bắn nhé. Hôm nay là trải nghiệm nhiều hơn là áp lực chiến. Bắn tích cực bắn tiếp nào. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký ủng hộ kênh, giúp cho kênh mình luôn luôn được phát triển và đồng hành cùng anh em trong những con game. Mình kênh chuyên tích cực chia sẻ những con game hay, hấp dẫn nhất để cho một số anh em không có thời gian cày cuốc thì có thể là chơi những con game phi phát này thay vì những con game truyền thống mà anh em sẽ phải bỏ ra rất là nhiều thời gian để chơi. Thì những con game phi phát này nó sẽ đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cho anh em nhé. À rồi hoạt động à, ok, mình tí mình sẽ rồi hoạt động luôn. Mẹ mày này. Xong luôn. Rồi mình xem rồi hoạt động nhá. Đâu, hoạt động này. À, tích lũy nạp, nạp 50 triệu, trời ơi, tích nạp. Thì được cái cục này táo. Mua 10 cái gì gì này. Tiếp này, nạp 1 triệu kim. Thì được cái con thú này. Đây, mấy một số cái này. Nạp 2 triệu thì được con voi. Mới lại cái cục 41 này mình cũng không biết là cục gì luôn. Nạp 5 triệu kim. Được con lợn. Được đồ này luôn. Nạp 10 triệu thì được mấy cái gì đây. Ui, sinh được cáo. 15 triệu này. Cái gì 3 ngày luôn này. Mẹ đéo cho mắc luôn đi anh em. 30 ngày. Đéo cho mắc đi cho. Không cho vĩnh viễn vậy. Luôn đi. À đây. Xem là full nạp được bao nhiêu. Full nạp 50 triệu anh em ạ. Thì được 20 cái thương hiệu vua.
20 cái thương hiệu vua anh em ạ. Nói chung là mình cũng không hiểu mấy cái hoạt động nạp này, dự tiệc này, nạp liên tục à, hoàn thành nạp liên tục trong vòng một ngày thì được cái set này vĩnh viễn. Chung là anh em cũng nắm bắt về mấy cái thông tin này khá là hay đấy chứ. Đồ lì xì nhân vật mới, nhận quà lì xì tích lũy hoàn trả hoạt động 7 ngày. Ngày 1 50, mẹ 50 cho, 50 cho làm đéo. Mẹ 50 đéo đủ chấm mút anh em ạ. Cái này như là không được quan tâm nhiều lắm. Vòng quay kim cương à? Ơ. Chơi cái nhỉ anh em ơi. Xu trời. Mặc định sẽ là ra 250 đó. Mẹ chỉ được thêm 50 thôi. Rồi, mình cũng chỉ biết review cho anh em cái con game này thôi. Còn việc trải hay là chơi thì là phụ thuộc vào anh em nhé. Anh em có thể là thích thì anh em tham gia chơi. Đủ mẹ chỉ ra 300 bên này 250 anh em ạ. Không hơn, này. Không bao giờ ra được 500 đến 1000 kim cương luôn. Củ chuối đấy chịu được. Cái này thì nãy nờ được mấy. Bỏ tiếp nào. Nhân vật tích lũy đang ngập. À 7 ngày tích lũy đang ngập này. Được cái súng này. 15-22. Nói chung là mấy cái này thì không có gì hay cả. Đề cử này. Rồi tiếp tục nhá. Mình xem nạp lượt đầu được cái nu gạch này. Cũng khá là đông anh em chơi chứ. Rồi bắn nha anh em ạ. Con game này anh em nạp hay không nạp đấy là việc của anh em thôi. Còn cái này thì anh em có thể là nó phi cho anh em 5 triệu 550. Tất cả đều 5 triệu 5 rồi. Thì anh em cứ chơi hết cái số đấy cũng được. Còn là mình bắn nào, nếu mà cơ bản nào ổn định thì anh em chơi thôi. Bảng xếp hạng nhá, ok. Rồi mình sẽ vào mình xem bảng xếp hạng nào. Đây, xếp hạng đây. Đây anh em ngắm vuốt xếp hạng là mình sẽ xếp hạng sâu kỹ hơn cho anh em xem nè. Minh Đạt, Scarlet, tên Tuệ Nhi, chùm cuối, bối, cầm chắc là admin đấy, yêu tuyết ngu, run cặc, sen máy yêu em bướm, Tít Mít, Kinh Tô, Mai, Pufin, Pole, Triệu Mẫn, Di, Blue, Mẫn Nhi, Napoleon, đầu khớp, Hoàng Bi, Cặc. Rồi rất là nhiều cái tên. Đây mình kéo xuống sâu dưới nào. 98.000 sẽ là bé chân. Khá là mới luôn, cấp này. Chùm cuối đầu mình đạp sau nhé. Pet nè 50 pet cao nhất đây, thuộc tay GM luôn anh em. Bảng thi đấu yêu tuyết ngu, điểm thi đấu 32.354, tỷ lệ thắng 96% luôn. Thằng cha này hack à, chơi gì kỳ vậy ái à. Trang bị này anh em ơi, dép nào luôn này, nhẫn này. Ủa mẹ, xe của nó ngon lắm anh em ạ.
chắc là nó cũng đua nó nạp tiếp các kiểu đấy, ghê vậy luôn. Rồi, xem nhá, mình có cái gì không? 50, 356 điểm đã được xếp hạng 50 rồi, thành tựu này. Minh Đạt, Sư Đức. Không có tua tiếc gì anh em ạ. Chơi này nó cũng hợp lý thôi. Bản này mình nghĩ chắc là bản nó cũng được chứ, không không đến nỗi đâu. Mình vào mình đăng nhập game khá là ngon lành luôn. Bắn thử nhá, bắn thử mình chat với lại thằng Anamin xem nó bảo gì anh em nhé. Bây giờ phải lên cấp tí mình chat với lại Anamin game luôn. Để mình xem có cái gì hay không. Mà nhưng mà cái con game này thì Admin game nó cũng thông báo cho mình biết là anh em làm nhiệm vụ ở trên fanpage thì được phi rất là nhiều quà luôn. Thì anh em xem nào nhá. Bắn nào. Đù mẹ mày này. Đù mẹ mày này. Lâu được lên cấp quá. Bắn nói con mắt chưa thấy gì anh em ơi. Tiếp nào. Dù. Rồi thì ngồi buồn ngơm ngao giới thiệu cho anh em một con game như này. Được cái là mình không bao giờ mình để quảng cáo luôn, mình rất là hiểu tâm tư nguyện vọng của anh em nên mình sẽ không để quảng cáo. Vậy thì anh em chịu khó ủng hộ cho mình nhé, đăng ký này, like này. Nên cái này nó bóp sao lên cấp lâu thế anh em ạ. Đây 3 tiếng thì được 60.000, 2 tiếng 60.000, 1 giờ 60.000, 30 phút 30, 20 phút 20. Nói chung là cái quà này một ngày thì cũng được khá khá đấy anh em. 2 phát 60.000 này được phần trăm rồi. Nói chung là mua quỹ à. Mua luôn, nhận luôn. Quỹ đéo rách thế. Cho được trăm ca. Trăm, được trăm. Thôi, mình sẽ không đi mấy cái phó bản vào giờ hơi này đâu. Tốn thời gian lắm. Bắn tiếp nào. Rồi tí mình sẽ giới thiệu cho anh em bản tua nhá. Bản đó sẽ không có Việt hóa đâu, tua. Mình có thể mình để xem mình sẽ dựa scope, mình dựa cái clear của bản này mình sẽ đổi địa chỉ IP để cho anh em chơi cái bản đấy tua nhé, xem có đồng không nhé. Nếu mà được thì mình sẽ gửi cho anh em chơi luôn. Trung Quốc cái bản đấy nó đã trở lại rồi, lợi hại hơn xưa anh em ơi. Rồi mình sẽ kiểu mình sẽ đổi từ cái từ mình sẽ lấy cái clear của bản Việt hóa này, sau đó mình sẽ đổi địa chỉ IP vào cái bản Trung Quốc ấy. Nếu mà mình test thành công mà có Việt hóa được thì anh em sẽ chơi bản đấy nhá, tua CM luôn. Còn nếu mà nó chặn không correct được và cũng không chuyển đổi được thì anh em chấp nhận tiếng Trung Quốc nhá. Bản đấy nó trở lại rồi, còn cái bản Uni 2 Trung Quốc sập từ vòng gửi xe rồi anh em ơi.
mình cũng không hiểu là Trung Quốc nó lấy cái gì để nó phát triển được cái bản Guni đấy của nó luôn, nhưng mà nó có lợi thế, nó biết tiếng Trung Quốc, lỡ gì phát sinh nó biết anh em ạ. Nhưng mà mình thấy cái bản này cũng không đến nỗi nào đâu, chơi cũng ngon đấy, nhưng mà lạp thì thôi rồi luôn, quá trời đủ luôn. Đù mẹ mày này, mẹ mãi không được cấp 18 để mà nói chuyện chửi bới một số thằng ở trên kia luôn. Ở trong miền Nam sao lại hay gọi là chửi là đù mẹ mới đù má mày mới gì gì nhỉ? Mình thấy từ từ đấy nó cũng không được bậy lắm anh em ạ. Chứ còn ở ngoài miền Bắc là chửi nhau là chửi bậy luôn đấy. Nồn này, thế rồi là các thứ luôn, chửi nói chung rất bậy luôn. Nhưng mà được cái là ở trong miền Nam thấy chửi rất là văn minh, văn hóa luôn. Nghe từ đù mẹ, đù má các kiểu nghe buồn cười. Vẫn lại có đại ích xuất hiện kìa. Ô đù. Đây đây, đầy thằng nó nói chuyện này anh em này. Chứ, đi cái gì vậy? Bay kìa. Chết mẹ, hai con nó hành này chịu thế đấy là được anh em ơi. Đồ thì chưa úp, yếu dã man. Đây rồi, một gió rồi, bắn được không? Chả thấy lên level anh em ạ. Bóp nghẹt level sao ấy. Mọi lần mình chơi đến phút thứ 20 là mình đã có mấy chục level luôn rồi. Em cũng không hiểu sao bản này nó lên level vãi trưởng ra. Lên 17 luôn này. Thiếu mỗi một level nữa anh em ạ. Đầu đậu xanh đó. Khảm nè. À, có đá rồi mình khảm luôn, sợ gì đâu. À, xem nào. Đây, khảm luôn. Úi giời, đá phong phú. Đá sinh lực, ba hòn. Ba hòn như kiểu ba hòn bi ấy. Rồi. Cườm lên nhá, cườm lên nhá. À, úi giời. Đập nào, đập nào. Úi giời. Bạo kích à? Ừ đúng rồi, bạo kích anh em ạ. Cái này gì? Cái này cậu sinh lực nè. Thiếu đúng một level nữa, cố gắng nào. Đù. 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 Lên rồi, lên rồi. Chửi bậy nào anh em ơi. Thiếu loa.